Một năm sau thì chính phủ gửi tôi đi qua bên Mỹ làm đại diện cho ngân hàng quốc gia Việt Nam ở Mỹ. Thì suốt cái thời gian đấy thì cho tôi được cái cơ hội làm quen với lại các thượng cấp của cái ngành tài chính ngân hàng của Mỹ. Vì mình là một đại diện của một ngân hàng quốc gia mà, cách đây đã là 50 mấy năm rồi. Mà khi đó cái phận sự của tôi là không những là điều hành những việc của văn phòng đại diện mà phối hợp vấn đề thi hành những cái hiệp định viện trợ kinh tế Mỹ. 50 mấy năm nay mà lúc đó là 500 triệu đô la thì cũng khá nhiều. Cho nên các ngân hàng mà được mình chỉ định làm việc với mình nó rất là quý trọng. Và nhờ đó thì cũng làm việc rất là tốt với lại các cái cấp lãnh đạo của tài chính và đồng thời cũng cấp lãnh đạo của xã hội văn hóa Mỹ nữa. Trong lúc đấy tôi được cái nhiệm vụ là thành lập một cái hội gọi là hội những người bạn Mỹ của Việt Nam, American Friends of Vietnam. Thì trong cái hội đấy là cái hội những nhân sĩ để ủng hộ cho Việt Nam. Thì có những vị như là ông Hồng Y giáo chủ Cardinal Spellman, hay là có ông nghị sĩ John F. Kennedy của Massachusetts mà sau này trở thành tổng thống Mỹ. Có những ông nghị sĩ như là Fulbright, bây giờ mà ta nói có học bổng Fulbright, vân vân và vân vân, thì là cũng là một cái cơ hội để mà làm quen với lại cái cấp lãnh đạo lớn của Mỹ. Và từ những cái quan hệ đấy về sau này có được cơ hội mà về giúp cho chính phủ Việt Nam sau chiến tranh từ những năm 80, 90 thì cũng có cái cơ hội để có được những người bạn Mỹ đấy ủng hộ cho chúng ta trong một số những quan hệ đối với chính quyền của Mỹ hiện giờ. Ví dụ như vậy, thì những công việc làm của chúng tôi từ đấy nó là như vậy. Đối với là ông Diệm là một cái người bạn, ngoài ra cũng là một người lãnh đạo để mà giao cho mình những công việc gì nó có ích lợi cho đất nước. Chọn học ngành kinh tế thì ông có cho rằng cái quyết định của mình ngay cái lúc đó nó đúng đắn? À, luôn luôn tôi quyết định thấy rằng đúng đắn vì mình biết rằng là quốc gia thế nào cũng đến ngày có hòa bình và đất nước thế nào cũng có ngày phải được xây dựng. Nhìn lại cái gương của những cái quốc gia ở bên châu Âu sau Thế chiến thứ hai hay là Nhật Bản cũng vậy, thì mình thấy tới một lúc nào đấy cái vai trò xây dựng đất nước qua những cái vấn đề tài chính kinh tế nó là quan trọng. Vì vậy cho nên mình mới chuẩn bị cuộc đời của mình để khi nào mà có cơ hội hay khi nào mà cái nhiệm vụ của mình nó đến, mình có sẵn được hành trang để mà làm cái gì để góp phần cho đất nước phát triển. Vậy chắc chắn là trong đầu ông luôn luôn có những kế hoạch và ông sẽ là một người rất là quyết đoán. À, luôn luôn có kế hoạch ở trong đầu mà có những cái gọi là những cái mơ ước xa xôi nữa cơ. À, thì tôi học được một cái câu của bên Mỹ khi đi học, nói rằng nếu mà chúng ta mơ ước được thì chúng ta thực hiện được, nếu như không có mơ ước thì không thể nào thực hiện được cái gì cả, vì lấy ước mơ đâu mà thực hiện. Tiếng Mỹ nó bảo là if you can dream it you can do it. Vì vậy cho nên tất cả những sự việc ở đời là chúng ta phải có cái ước mơ, phải có cái hoài bão và có cái quyết tâm để thực hiện những ước mơ hoài bão đấy. Nếu một lúc nào đấy chúng ta bị cản trở cái gì không thực hiện được thì đấy cũng chỉ là vấn đề nhất thời. Khi gặp một cản trở thì chúng ta có thể đi lên trên cái cản trở, đi dưới, còn đi vòng, đi tất cả mọi việc. Nhưng mà cái định hướng luôn luôn là một tiến tới và luôn luôn tiến tới để thực hiện những hoài bão ước mơ của mình. Và khi chế độ Ngô Đình Diệm sụp đổ, ông đã sang tị nạn tại Pháp. Nhưng chính phủ Việt Nam và xin lỗi, cho cháu xin lỗi một chút là cháu định khi chế độ Ngô Đình Diệm sụp đổ, ông đã sang tị nạn tại Pháp. Nhưng tại đây ông lại trở thành một chuyên gia bất động sản nổi tiếng trên đất Pháp. Và dường như ở nơi đâu ông cũng muốn khẳng định vị thế của người Việt Nam. Vâng, thì cái vấn đề là người Việt Nam hay là người nước nào cũng phải cố gắng để mà thực hiện những gì chúng ta có thể thực hiện được. Nhưng mà cái trong cái vấn đề cái chế độ Ngô Đình Diệm sụp đổ nó cũng có nhiều cái câu chuyện lý thú lắm. Là trong những năm 62, 63 khi tôi còn là nghĩa là bạn cố tri của ông Ngô Đình Diệm thì ông thường thường mời vào ở Trung Dinh để mà nói chuyện với nhau, chia sẻ những mối lo về quốc sự cũng như chia sẻ những mối buồn về cái tâm tình của mình.
Vì khi là một nguyên thủ quốc gia, là một tổng thống của đất nước, sống cuộc đời nó rất là cô đơn, không có bao nhiêu bạn, không biết tìm đâu ra bạn để mà thổ lộ tâm tình của mình. Thì những bạn cố tri như tôi từ những hồi hàng vi ở bên New York thì được nữa là có ở trong cái chỗ là mình có thể chia sẻ với nhau được. Thì qua những cái chuyện đấy đó thì mới tỏ ra được một cái là Ngô Đình Diệm luôn luôn không khi nào chấp nhận cái vấn đề Mỹ can thiệp quân sự vào Việt Nam. Mà tôi là một người được giao cho trách nhiệm để mà thuyết phục người Mỹ rằng không nên đưa quân đội Mỹ vào Việt Nam. Thì trong khi Ngô Đình Diệm còn trong những năm 62, 63 thì tôi làm việc rất nhiều ở phía bên Mỹ và nói chuyện rất là nhiều tới những các cái cố vấn trực tiếp của Tổng thống Kennedy để chứng minh và nói rằng đất nước chúng tôi không khi nào chấp nhận quân đội ngoại quốc giày xéo lên đất nước của chúng tôi. Và khi một chính phủ nào bất kỳ từ trong lịch sử xa xôi chấp nhận quân đội nước ngoài vào và đi sau quân đội đó để mà đánh phá làng xóm thì sẽ bị nhân dân bỏ và như vậy là mất chính nghĩa. Cho nên ngày nào một quân đội Mỹ đổ bộ lên Việt Nam thì các ông cứ tin rằng ngày đó là chúng ta sẽ không còn chính nghĩa nữa và người Mỹ sẽ thua và chắc chắn rằng đối phương sẽ thắng. Vì vậy cho nên các ông phải hiểu nó là như vậy. Tôi còn nói rõ thêm nữa đó là ví thử quân đội Mỹ có đánh tan quân đội Cộng sản đi nữa mà đưa quân lên tới Hà Nội bắt Việt đi nữa, các ông cũng vẫn thua như thường, là tại vì không khi nào Trung Quốc để các ông đóng ở miền Bắc và đồng bào chúng tôi miền Bắc không khi nào chấp nhận có người Trung Quốc vào ở trong đất nước mình. Vì vậy cho nên Cộng sản sẽ đánh tới người chiến sĩ cuối cùng, đánh các ông vì không phải là sợ các ông lắm, nhưng mà sợ Trung Quốc. Là từ nghìn năm đã có những cái lịch sử rằng là cái vấn đề đối với một cái cường quốc đất Bắc như vậy hết sức phải là thận trọng trong vấn đề giao hữu. Cho nên cái vấn đề mà các ông tiến chiếm miền Bắc thì chắc chắn rằng là người miền Bắc cũng như là Trung Quốc sẽ không để chúng ông yên. Thì nói như vậy để mà đi đến cái gì? Đến là thật sự chúng ta đã thuyết phục được Tổng thống Kennedy rút quân ra khỏi Việt Nam. Và có một cuốn sách mới vừa rồi được tác giả là ông Schlesinger, là cố vấn đặc biệt của Tổng thống Kennedy, viết về vấn đề Robert Kennedy, Robert Kennedy and his time. Trong đó có một phần nói về tình Việt Nam. Thì trong đấy ông nói rõ là Tổng thống Kennedy trong những năm tháng đấy, từ những tháng 8, tháng 9 năm 63 đã có quyết định rút quân ra khỏi Việt Nam. Nhưng mà 64 là bầu cử tổng thống trở lại, cho nên không thể làm cái việc đấy được. Cho nên chờ tới 64 thì sẽ làm. Nhưng mà trong khi đấy là 11 năm 63 thì quân đội ở Sài Gòn đã lật đổ chính quyền Diệm. Và sau đó 22 ngày thì Tổng thống Kennedy cũng bị ám sát.